bắt xe lạng lách đánh võng, phát hiện tang vật một vụ trộm. Theo báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh, Công an thành phố Huế cho biết, tối ngày 30 tháng 10, tổ công tác của lực lượng kết hợp tuần tra trên các tuyến đường trọng điểm của thành phố đã truy bắt, lập biên bản 26 trường hợp thanh thiếu niên chạy xe lạng lách, đánh võng và tạm giữ 23 xe máy các loại. Trong số 23 xe mô tô bị tạm giữ thì có một xe Yamaha Sirius là tang vật của vụ trộm tại khu chung cư Xuân Phú do Hồ Hạ Hát, 16 tuổi, trú tại phường An Cựu và Trần Quốc Anh Ti, 17 tuổi, phường Hương Vinh, thành phố Huế điều khiển. Hiện đội cảnh sát giao thông trật tự đang phối hợp với đội cảnh sát hình sự Công an thành phố Huế tiếp tục xác minh, điều tra, xử lý nghiêm theo quy định.